Huy niệm Chủ Nhật thứ 19 mùa thường niên năm A Bài của Linh Mục Joseph tại Duy Tuyền Có Chúa thuyền đời em trôi Sau đại dịch Covid là những cú ngỡ ngựa nối tiếp nhau của hàng loạt lãnh đạo chính quyền từ trung ương tới địa phương Họ là những người từng ở trên đỉnh cao của quyền lực có thể hôm mưa gọi gió Họ dựa vào quyền lực để có tiền và có quyền bóc lột nhân dân như vụ chuyến bay giải cứu. Nhưng thói đời thường là quan nhất thờ, dân vạn đại. Những ai tưởng rằng cậy dựa vào quyền lực, tiền tài sẽ giúp họ sống mãi trên nhung lụa và kéo dài cuộc sống là sai lầm. Quyền lực, tiền tài chỉ là của đồng lân vì trời đất xoay vần kẻ trước người sau mà thôi giai thoại về lời bài hát dọc lệ đầy trang kể rằng khi còn trai trẻ ở huế nhạc sĩ châu kỳ si mê cô tôn nữ kim anh là con gái một quan thượng thư chàng từng ôm đàn đứng dưới sân nhà nàng để lấy lòng người con gái lầu son ấy nhưng chỉ nhận được lời khinh bỉ xem thường là loại xướng ca vô loài. Sau năm 1954, thế sự thay đổi. Người con gái đài cát năm nào lại sống cảnh nghèo khó, thiếu thốn. Trùng phùng giữa nghịch cảnh éo le và ông đã viết lên ca khúc dọc lệ đài trang rằng Ngày xưa ai lá ngọc cành vàng, ngày xưa ai quyền quý cao sang. Tôi chính tôi ngày xưa đó cũng đều bồng mơ người đẹp lầu son em em nhớ xưa rồi em khóc tôi thoáng buồn thương giọt lệ đài trang cuộc sống luôn đổ thay thế sự luôn thăng trầm những ai cậy dựa vào vô quan trần thế đều sẽ thất vọng chỉ có một mình thiên chúa là bền vững muôn năm Thế nên tác giả Thánh Vịnh đã viết Ẩn thân bên cạnh Chúa Trời Thì hơn tin cậy ở người Trần gian Cậy vào thần thế vua quan Chẳng bằng ẩn náu ở bên Chúa Trời Thánh Vịnh, chương 118, câu 8 đến 9 Các tông đồ năm xưa cũng từng cậy dựa vào sức mình Dựa vào kinh nghiệm Dựa vào sự liên đới trong nghề đánh cá tưởng đâu con thuyền sẽ bình an nhưng sóng gió và bắt trắc sẽ đến khiến con tàu các ông chao đảo như sắp bị nhận chìm đứng trước sự giữ các ông bất lực nên đã kêu cầu chúa lại thầy xin cứu con câu chuyện của các tông đồ năm xưa cũng là câu chuyện đời người của chúng ta hôm nay bởi đời người là một cuộc ra khơi trần gian là đại dương luôn nhiều sóng gió sóng gió xô đẩy chúng ta vào vòng xoáy của tiền, tình, quyền. Có người đã bị nhận chìm trong đam mê tội lỗi. Có người cứ chơ vơ trong bể khổ trần gian vì bệnh tật, vì đói nghèo, vì bị nghi kỵ, hiểu lầm. Những sóng gió ba đào tự như bóng ma của lầm lỗi, của thất bại trên hành trình khiến chúng ta thất vọng muốn buông xuôi vì không biết bám víu vào đâu để được giải cứu khỏi những sóng gió ba đào lời chúa mà gọi chúng ta hãy bám vào chúa hãy trông cậy vào chúa khi biển đời xô lóc thân ta bởi những thất bại triền miên thất bại trong làm ăn thất bại khi chìm sâu trong đam mê tội lỗi biển đời khắc nghiệt xô đẩy chúng ta vào những thị phi của nghi kỵ hiểu lầm của ghen ghét thù hận của bỏ vạ cáo gian là chúa xin cứu con phải chăng là lời cầu thiết tha nhất của từng người chúng ta trong thánh lễ hôm nay nào mời bạn và tôi cùng mời chúa giêsu thánh thể bước lên con thuyền cuộc đời chúng ta có ngày mọi sóng gió sẽ bị để lui có ngày cuộc đời ta sẽ êm trôi trong bình an amen bài của linh mục joseph tạ duy tuyền